quý vị khán giả, chào mừng quý vị đang đến với chương trình livestream tư vấn hướng dẫn tầm soát u nang u sơ ở phụ nữ. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh fanpage của bệnh viện ở khung giờ vàng cho việc cập nhật các thông tin kiến thức quan trọng trong việc quản lý sức khỏe người phụ nữ. Và một tin vui cho các quý vị phụ nữ là để tri ân ngày 20 tháng 10 là ngày quốc tế phụ nữ, thì Phương Châu có chương trình rất là đặc biệt là cuộc gọi buổi chiều alo bác sĩ đây để cùng lắng nghe và đồng hành cùng với sức khỏe của phụ nữ. Thì với chương trình này thì quý vị mình có thể nhanh tay đăng ký, và chương trình đã mở đăng ký từ ngày 20 tháng 10 để mình có thể gửi những cái thắc mắc, những cái câu hỏi để bác sĩ có thể đồng hành và tư vấn hướng dẫn đến lúc giúp phần nào mình tháo gỡ được những cái băn khoăn lo lắng trong hành trình chăm sóc sức khỏe của mình. Dạ, và thưa quý vị, u sơ u nang là một loại bệnh phụ khoa cũng khá là phổ biến và thường gặp, và trong thời gian gần đây thì đang có xu hướng tăng lên. Thì đối với loại bệnh lý này thì thông thường là những cái u lành tính, tuy nhiên thì nếu trường hợp chúng ta không có theo dõi và phát hiện cũng như là xử lý kịp thời thì về lâu dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt là khả năng sinh sản của người phụ nữ. Thì mời quý vị sẽ cùng theo dõi chương trình để chúng ta tìm hiểu về bệnh lý u sơ u nang là như thế nào, nguyên nhân từ đâu và cách điều trị, quản lý hồ sơ sức khỏe của mình ra sao. Dạ, thì đồng hành cùng với chương trình thì Thùy cũng rất là hân hạnh được giới thiệu bác sĩ Nguyễn Tài Vô và bác sĩ Phan Thị Mỹ Xuyên đến từ Trung tâm Phẫu thuật Nội soi Sản phụ khoa của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Xin chào bác sĩ Vô, bác sĩ Xuyên ạ. Chào MC Thùy. Dạ, chúng ta chương trình ngày hôm nay thì để quý vị mình có thể thuận tiện trong việc theo dõi tham lai của chương trình thì Thùy cũng xin đi qua những cái phần nội dung quan trọng của chương trình ngày hôm nay. Thì phần đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu về bệnh lý u nang là gì. Phần 2 thì mình sẽ tìm hiểu về bệnh lý u sơ. Và phần 3 cũng khá là hấp dẫn là mini game. Và chúng ta sẽ có tận 2 mini game để có những cái phần quà rất là hấp dẫn gửi cho quý vị khán giả. Và một cái thời lượng rất là nhiều của chương trình dành ưu tiên cho việc mà phản hồi các câu hỏi từ quý vị khán giả. Cho nên là trên nền livestream thì quý vị mình có thể là gửi những cái câu hỏi trong quá trình bác sĩ chia sẻ những cái nội dung liên quan u sơ u nang. Và ngày hôm nay thì bác sĩ Vô, bác sĩ Xuyên sẽ giải đáp trực tiếp trên kênh livestream của chúng ta. Dạ vâng ạ, u nang thì nó theo Thùy được biết là nó hình thành cũng khá là lặng lẽ thôi, nó cũng không có quá nhiều cái triệu chứng. Nhưng mà về lâu dài nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người phụ nữ. Thì nguyên nhân hình thành u nang là do đâu? Thì Thùy xin mời bác sĩ Vô sẽ có một số chia sẻ về vấn đề này. Dạ, xin mời bác sĩ Vô. Bác sĩ Vô xin kính chào quý chị em. Thì hôm nay bác sĩ Vô được ngồi đây để chia sẻ cho quý chị em một cái lợi ích về cái việc tầm soát bệnh lý u nang trong cuộc sống của các của quý chị em và có thể là trong thai kỳ. Như vậy thì bệnh lý u nang buồng trứng này, bệnh lý rất thường gặp, thì nó chiếm khoảng cỡ từ 5 đến 15% trên tổng dân số nữ, và đại đa số các trường hợp bệnh lý về u nang là lành tính, khoảng 8 đến 90%. Nó có một phần nhỏ có nguy cơ dẫn đến ác tính từ cái loại u nang của mình đang mắc, và khi mà nó có nguy cơ ung thư thì nó cũng có chiếm khoảng 4% trong ung thư của nữ giới. Thì trên thế giới hiện tại thì có ghi nhận rất là nhiều trường hợp mắc mỗi năm về cái phần ung thư buồng trứng do cái bệnh lý u nang nó hóa thành. Như vậy thì cái tỷ lệ mà bệnh ca mắc mới đó nằm khoảng trong khoảng cỡ 230.000 ca trên toàn thế giới một năm. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ tử vong cũng khá là cao trên cái nhóm bệnh này, thì chiếm khoảng 152.000 ca trên một năm của toàn thế giới. Thì cái bệnh lý u nang thực tế thì nó cũng âm thầm thôi, nó xuất hiện từ nhỏ và nó sẽ phát triển từ từ dần lớn lên và nó sẽ gây nên cái triệu chứng. Thì triệu chứng đại đa số các trường hợp là sẽ không có triệu chứng, mà là chúng ta thường sẽ phát hiện qua kiểm tra sức khỏe hoặc là siêu âm định kỳ. Như vậy thì những cái triệu chứng nào nó có thể có khi mà chúng ta bị mắc u nang? Thứ nhất, triệu chứng thường gặp đầu tiên là đau bụng. Thì đau bụng nó sẽ có những cái loại đau bụng khác nhau trong bệnh lý u nang. Thứ nhất là phụ nữ chúng ta có thể khi quan hệ với chồng thì có thể bị đau, hoặc là khi mà có kinh thì chúng ta có thể là đau bụng kinh rất là nhiều. Nếu như chúng ta gặp u nang buồng trứng mà dạng lạc động mạc thì có những cái khối u khi cái kích thước nó đủ lớn, tức là từ khoảng từ 5-6 phân trở lên, thì nó có nguy cơ nó có thể nó xoắn, nó sẽ làm gây nên cái tình trạng là đau bụng từng cơn. Và những cái tình trạng khi mà bị xoắn thì rất là nguy hiểm, có đôi khi là nó sẽ gây chèn ép và đau một cách âm ỉ
nó không phải là đau nhiều. Khi mà quá to, cái u quá to chiếm kích thước toàn ổ bụng thì có nguy cơ là khối u nó sẽ vỡ. Thì khi vỡ thì nó rất là nguy hiểm. Lỡ như nó là một cái bệnh lý ác tính thì nó sẽ có thể lan ra vùng ổ bụng. Mặc dù là cái nguy cơ vỡ thì nó cũng thấp thôi, và chúng ta cũng thường là cũng không có gặp nhiều trong cái trường hợp này. Ngoài ra thì có những cái triệu chứng khác, ví dụ như là chị em chúng ta có thể là dễ bị chướng bụng, tức là nhìn thấy bụng mình nó bị chướng và nó sẽ tăng kích thước vòng bụng, cảm giác ăn vào nó mau no. Thì cái này thường nếu như mà giai đoạn muộn thì của cái ung thư buồng trứng nó đã tiến triển xa. Có một số cái bệnh lý về u nang buồng trứng, nhưng mà cái này là không liên quan đến khối u tại buồng trứng, ví dụ như là hội chứng buồng trứng đa nang, thì cái này nó sẽ làm cho kinh của chúng ta nó không có đều và có thể là dẫn đến nguy cơ là chúng ta khó có con hơn. Như vậy thì đó là một vài cái chia sẻ về cái bệnh lý u nang, để cho chị em chúng ta có thể nắm được những cái triệu chứng đó và chúng ta sẽ có thể đến để khám bác sĩ sớm hơn. Rồi, xin hết ạ. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Vô. Thì thông qua những cái phần chia sẻ của bác sĩ Vô, khi mà đi sâu hơn về những cái biểu hiện cũng như là những cái vấn đề mà u nang sẽ gây lên sức khỏe cho người phụ nữ thì thấy là nó khá là quan trọng. Và vấn đề này thì người phụ nữ cũng nên thăm khám và theo dõi thường xuyên hơn để chúng ta có thể xử lý kịp thời về cái vấn đề u nang. Tại vì theo thông tin từ bác sĩ Vô thì u nang thì nó cũng lành tính thôi, nhưng mà mình phải phát hiện sớm, mình điều trị sớm thì nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều lên sức khỏe của người phụ nữ. Chắc cho thì hỏi thêm một xíu là thường u nang thì đối với cái độ tuổi nào thì sẽ bắt đầu có cái phần mà có nguy cơ bị u nang, để có thể là trong cái độ tuổi đó mình đã cũng nên đi khám sức khỏe thường xuyên rồi. Chúng ta cũng thường thấy đó, bệnh u nang thì nó xảy ra từ kể cả những bé gái nhỏ thì cũng đã từng thấy rồi, cho nên là nó bắt đầu rất là sớm. Và cái thời điểm hiện tại của chúng ta thì cái bệnh lý này nó phát hiện còn sớm hơn. Có những cái bào thai nó cũng có những cái u nang ở trong chõng. Cho nên là hầu như là nếu mà chúng ta đi khám sức khỏe thì chúng ta sẽ nên cho những đứa con của chúng ta đi. Và tức là từ nhỏ cho đến lớn thì mình vẫn nên cần phải tầm soát. Khi mà em bé hoặc là những cái bé gái gì đó, hoặc là chúng ta có những cái triệu chứng mà nó liên quan đến tình trạng bụng, ví dụ như có đau bụng, hoặc là có liên quan đến chu kỳ kinh, hoặc là có những cái bất thường khác về ví dụ như có thể là triệu chứng viêm nhiễm của cái vùng phía dưới, thì đường sinh dục dưới, thì chúng ta nên đi tầm soát sớm. Thì thực ra thì cái bệnh lý u nang này nó cũng là chủ yếu là phát hiện tình cờ là chủ yếu, chứ nếu mà để đến cái mức độ mà nghiêm trọng, tức là khi mà cái khối u nó có khả năng nó xoắn hoặc là nó vỡ đó, thì lúc đó là thường là giai đoạn muộn. Dạ vâng. Dạ, em cảm ơn bác sĩ Du rất là nhiều. Hiện tại thì các phần thông tin nhiều hơn về u nang thì sẽ có trong những cái phần câu hỏi ở phần cuối của chương trình. Thì mong quý vị khán giả mình sẽ nhắc lại chương trình để mình tìm hiểu thêm nhiều hơn nữa về một số cái phần thông tin liên quan bệnh lý u nang. Dạ. Dạ, chào bác sĩ Xuyên ạ. Dạ, hiện tại thì cũng sẽ có nhiều người thì họ cũng chưa phân biệt được là u nang là như thế nào, u xơ là sao, và u nang với u xơ nó có giống nhau hay không. Thì chắc là phần u nang bác sĩ Vô cũng có chia sẻ rồi, thì chắc là mời bác sĩ Xuyên sẽ làm rõ hơn về việc u xơ tử cung là gì, nguyên nhân ảnh hưởng là như thế nào. Và xin mời bác sĩ Xuyên. Chào quý chị em, thì hôm nay tôi sẽ trình bày tóm gọn lại cho các bạn một số vấn đề về u xơ tử cung. Thì u xơ tử cung cũng là một bệnh lý phụ khoa thường gặp bên cạnh u nang buồng trứng. U xơ tử cung á, thì nó là một cái khối u lành tính xuất phát từ tử cung. Nguyên nhân của u xơ tử cung thì hiện tại là cũng chưa có rõ ràng. Thì theo nghiên cứu thì người ta cho rằng nó là do sự phát triển quá mức của cái sợi cơ và mô liên kết ở vùng tử cung. Thì u xơ tử cung nó là một bệnh lý thường gặp và chiếm tỷ lệ khoảng 70-80% ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Và đây là một bệnh lý lành tính, nhưng tuy nhiên vẫn có một tỷ lệ nhỏ dưới 1% thì có thể chuyển thành là ung thư. Và u xơ tử cung thì nó có rất là nhiều dạng.
Và tùy theo cái yếu tố nguy cơ, có một số cơ địa trên một số chị em phụ nữ thì sẽ dễ bị mắc u xơ tử cung hơn. Ví dụ như là nó sẽ tăng cái tần suất mắc ở những cái phụ nữ lớn tuổi, hoặc là những cái phụ nữ ở trong cái giai đoạn tiền mãn kinh thì sẽ dễ bị u xơ tử cung. Hoặc là nó cũng liên quan đến vấn đề về yếu tố di truyền, về gen, về gia đình. Đối với những bạn mà có tiền sử gia đình bị mẹ hoặc là chị mắc u xơ tử cung thì cũng sẽ dễ bị gặp u xơ tử cung hơn so với những bạn khác. Hoặc là nó cũng thường, u xơ tử cung cũng sẽ thường hay gặp ở những bạn có cơ địa béo phì, hoặc là tiền sử có tăng huyết áp, hoặc là mình bị mắc với bệnh lý về buồng trứng đa nang thì nó cũng sẽ dễ bị u xơ tử cung hơn. Và ví dụ như trên những cái cơ địa mà về những cái yếu tố dễ mắc, thì bên cạnh đó, đối với những bạn ví dụ như mình có một cái lối sống lành mạnh, thường xuyên luyện tập thể thao, thường xuyên chơi thể thao thì mình sẽ hạn chế được cái phần về u xơ tử cung hơn. Và mình trong cái chế độ sinh hoạt, chế độ ăn uống, thực phẩm thường ngày, mình ăn nhiều rau xanh, nhiều trái cây và sử dụng những cái thực phẩm giàu vitamin A thì cũng sẽ hạn chế được cái vấn đề về u xơ. Vậy khi nào thì chúng ta phát hiện được là mình bị u xơ và nên đi tầm soát ở giai đoạn nào? Thì có một số trường hợp là u xơ tử cung nó phát triển rất là âm thầm. Nếu như mà không vô tình, một số bạn là vô tình mình đi khám sức khỏe định kỳ thì phát hiện u xơ, là trên những trường hợp đó là hầu như là u xơ tử cung nó không có triệu chứng. Hoặc là một số trường hợp u xơ tử cung thì sẽ phát hiện qua việc là bản thân mình sẽ thấy là cái phần bụng dưới to lên, có thể tự sờ thấy được bằng tay, là một cái khối u ở vùng bụng dưới. Hoặc là khi đến tháng hành kinh, chu kỳ kinh nguyệt của mình đó, ra xuất huyết bất thường, có thể sẽ thấy cái triệu chứng ví dụ như là cường kinh hoặc gông kinh, hoặc là các bạn đau bụng kinh, đau bụng nhiều khi tới tháng, hoặc là trường hợp là đau bụng khi giao hợp, hoặc là có triệu chứng kèm theo là đau lưng. Và đối với những cái u xơ tử cung mà gây ra những cái triệu chứng nặng nề hơn, có thể là sẽ gặp ví dụ như là chèn ép ở cái vùng bụng dưới, vùng chậu, làm cho các bạn là thường xuyên cảm thấy là nặng vùng bụng dưới, hoặc là đau vùng bụng dưới, kích thích mình dễ bị táo bón, dễ bị bí tiểu, đi tiểu khó. Thì đó là những cái triệu chứng mà thường gặp nhất của u xơ tử cung. Vậy u xơ tử cung mình có điều trị được hay không, và điều trị bằng những cái biện pháp gì? Thì đối với cái việc điều trị u xơ tử cung thì phải là cá thể hóa từng trường hợp, tùy theo từ triệu chứng của mỗi bạn mà mình sẽ có một cái biện pháp điều trị phù hợp. Thì trường hợp này thì các bạn là cần phải thăm khám và đến gặp bác sĩ để tư vấn cá thể từng trường hợp. Cái phần chia sẻ về u xơ tử cung của bác sĩ là đến đây. Tiếp theo thì mời thầy. Dạ, em cảm ơn bác sĩ Siêu rất là nhiều. Và thông qua phần chia sẻ một cái review về hiệu u xơ và cũng như là u nang, thì chúng ta cũng hiểu được u nang là gì và u xơ là gì rồi, đúng không ạ? Nhưng mà bác Xuyên, đối với trường hợp u xơ thì thường Thùy nghe nói là những người phụ nữ nào mà sau 35 tuổi, tức là có bé, có con rồi và sau 35 tuổi, thì cái việc mắc u xơ nó sẽ có nhiều nguy cơ hơn là đối với người phụ nữ bình thường. Thì không biết là đối với cái lứa tuổi mà chưa có gia đình hay là mình chưa có em bé thì có dễ mắc phải u xơ tử cung hay không? Đối với những bạn mà sau 35 tuổi và mình chưa có gia đình hoặc là chưa từng mang thai thì cũng là thuộc trong nhóm yếu tố nguy cơ cao dễ bị mắc u xơ tử cung hơn là những cái nhóm đối tượng ví dụ như là mình có từng sanh đẻ rồi, hoặc là tuổi trẻ hơn dưới 35 thì sẽ ít mắc u xơ hơn. Chỉ là ít mắc u xơ hơn thôi. Thì không biết là về việc mà thường các bà mẹ hiện quan tâm các con của mình đó là khi mà đến tuổi thì sẽ tiêm ngừa ung thư cổ tử cung. Thì không biết là đối với cái liệu trình tiêm này thì có giúp người phụ nữ của mình hạn chế ở mức tối thiểu thấp nhất việc mà mắc u xơ tử cung hay không?
về cái vấn đề mà tiêm ngừa ung thư cổ tử cung. Nó là về bệnh lý liên quan đến vấn đề về vùng cổ tử cung. Còn u xơ tử cung là một cái khối u phát triển từ cái vùng cơ ở tử cung. Thì mình để phát hiện sớm u xơ thì mình đi khám kiểm tra định kỳ. Còn vấn đề tiêm ngừa đó là liên quan đến tầm soát về ung thư cổ tử cung rồi. Dạ. Chủ đề này thì chắc sẽ có một buổi để gặp các bạn để nói về cái chủ đề tầm soát ung thư cổ tử cung. Dạ, em cảm ơn bác sĩ Xuyên. Dạ vâng ạ, hiện tại thì chúng ta cũng vừa đi qua hai nội dung chính của chương trình ngày hôm nay là về u nang và u xơ. Thì tiếp theo chương trình thì thay đổi không khí một xíu, chúng ta sẽ đến với phần mini game của chương trình. Và phần mini game của chúng ta sẽ có hai mini game và sẽ có những cái phần quà rất là hấp dẫn gửi đến quý vị khán giả. Và thể lệ của mini game là sẽ dành cho quý vị khán giả nào có câu trả lời chính xác và nhanh nhất sẽ lựa chọn ba quý vị khán giả cho mỗi phần mini game nhé. Và phần mini game này thì ban tổ chức sẽ công bố vào cuối chương trình và ban tổ chức sẽ liên hệ với quý vị trong việc mà gửi những cái phần quà này đến quý vị khán giả nhé. Dạ không biết là quý vị mình đã sẵn sàng chưa thì sẽ đọc câu hỏi mini game đầu tiên như sau. Yếu tố nguy cơ mắc u xơ tử cung. A là tuổi, tần suất u xơ tử cung tăng theo tuổi. B là tiền sử gia đình, yếu tố di truyền. D, C béo phì, tăng huyết áp, hội chứng buồng trứng đa nang. Và D là tất cả đều đúng. Dạ, thời gian để trả lời câu hỏi xin được phép bắt đầu. Thì xin đọc lại câu hỏi là yếu tố nguy cơ mắc u xơ tử cung là gì? A là về độ tuổi, tức là tần suất u xơ tử cung tăng theo tuổi. B là tiền sử gia đình, yếu tố di truyền. C béo phì, tăng huyết áp, hội chứng buồng trứng đa nang. Và D là tất cả đáp án trên. Thì ở phần nội dung này thì cũng mới vừa được bác sĩ Xuyên chia sẻ đây thôi, thì nghĩ là tất cả các quý vị mình sẽ có câu trả lời nha. Đúng nhất chỉ là chọn những khán giả nào có cái phần mà nhanh nhất trong việc mà bấm bàn phím thôi. Bác sĩ Xuyên thấy số dây nhớ chở nó. Dạ rồi, đã hết thời gian 30 giây và Thùy xin được phép công bố đáp án là câu Giang, tất cả đều đúng ạ. Dạ rồi, xin chúc mừng tất cả quý khán giả nào mình có câu trả lời là câu Giang và nhanh nhất và quý khán giả đầu tiên trên fanpage của bệnh viện. Dạ rồi, câu hỏi mini game thứ hai và Thùy xin bật mí là ở phần câu hỏi này là nội dung đầu tiên mà Thùy bắt đầu chương trình ngày hôm nay về một cái chương trình khá là đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ trong ngày 20 tháng 10. Mini game này khá là hấp dẫn và cũng đang là rất là hot trend nữa. Ghép các từ sao thành câu có nghĩa. Chương trình của Phương Châu nhân dịp 20 tháng 10 với thông điệp lắng nghe sức khỏe phụ nữ. Cơ hội được tư vấn 1-1 với bác sĩ Phương Châu về các vấn đề sức khỏe phụ nữ cho chị em. Dạ, hiện tại thì trên màn hình đã hiện lên một cái dòng chữ nhưng mà chưa được sắp xếp lại, thì mời quý vị mình sẽ sắp xếp để ra một cái câu đúng nghĩa nhé. Dạ, xin phép 30 giây bắt đầu ạ. Dạ, đây là chương trình khá là đặc biệt của Phương Châu và rơi vào đúng dịp 20 tháng 10, ngày mà chúng ta nâng niu một nửa thế giới rất là xinh đẹp và dịu dàng. Thì cũng mong muốn đồng hành với chị em trong hành trình chăm sóc sức khỏe của mình, cho nên là có chương trình này. Và nghe chương trình thì nghe cũng khá là dễ thương là alo bác sĩ đây, thì quý vị mình có thể nhanh tay đăng ký và đã mở đường link từ 20 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10. Thì trong thời gian này quý vị mình cứ gửi những các câu hỏi về và phía bệnh viện sẽ có một cái đội ngũ nhân viên kết nối lại cũng như là chuyển thông tin cho bác sĩ, và bác sĩ sẽ là người trực tiếp tư vấn cũng như đồng hành trong việc mà giải đáp các cái băn khoăn thắc mắc từ quý vị khán giả.
Dạ không biết là nó có quá khó không ạ, hoặc là hiện tại là chương trình này cũng đã được truyền thông trên trang fanpage của bệnh viện gần đây. Dạ rất là quen thuộc. Dạ rồi, đã hết thời gian rồi ạ. Xin công bố đáp án của chương trình ạ. Dạ, cuộc gọi buổi chiều. Dạ. Hiện tại thì trong thời điểm này hoặc là khi mà quý vị xem xong livestream ngày hôm nay, mình có những cái câu hỏi mà sau chương trình mình mới suy nghĩ ra thì quý vị vẫn có thể đăng ký về cho bệnh viện nhé. Thì mình vẫn sẽ được bác sĩ giải đáp. Dạ. Và thông tin chi tiết của chương trình thì quý vị mình có thể truy cập lại fanpage của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu để mình tìm hiểu chi tiết hơn. Hoặc là quý vị mình có thể liên hệ với tổng đài của bệnh viện thì tư vấn viên vẫn sẽ giải đáp 24/24. Dạ, và thêm một thông tin quan trọng song song với chương trình cuộc gọi buổi chiều. Thì đối với để tri ân ngày 20 tháng 10 thì Phương Châu có những cái ưu đãi đặc biệt trong việc mà giảm chi phí khám, chi phí gói khám, tức là giảm 30-50% các dịch vụ liên quan đến đa khoa. Trong trường hợp các quý vị mình có sử dụng các gói khám hoặc là gói tầm soát phụ khoa thì các gói tầm soát này cũng sẽ giảm 10%. Và trong thời lượng có hạn thì quý vị mình có thể là truy cập trang fanpage để mình tìm hiểu chi tiết nhé. Dạ rồi, ngay sau đây Thùy nhận được rất là nhiều câu hỏi từ quý vị khán giả liên quan đến chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Dạ, đầu tiên thì Thùy xin được đọc câu hỏi của anh Phát. Anh có gửi về nội dung như sau: việc sử dụng thuốc nam theo dân gian để điều trị u nan, u xơ có nên khuyến khích không bác sĩ? Dạ, Thùy xin mời bác sĩ vô sẽ có những cái chia sẻ về vấn đề này. Xin chào anh. Thì cái câu hỏi này thì mình cũng đã gặp rất là nhiều khi mà mình ngồi phòng khám. Thì cũng có mấy chị là người ta cũng có sử dụng cái thuốc này. Và cũng có một số chị thì nói là cái thuốc này nó hiệu quả, do là bác sĩ có cho em, nói em là bị u nan, rồi xong cho em uống thuốc này. Thì khi mà em uống khoảng cỡ 10 thang thuốc gì đó thì người ta đi kiểm tra lại thì người ta thấy hết u nan. Có một cái thông tin này bác sĩ Vô muốn chia sẻ cho quý chị em phụ nữ là chúng ta có hai loại u nan. Một cái loại u nan thứ nhất là u nan cơ năng, u nan thứ hai là thực thể. Thì đối với những cái loại mà u nan cơ năng đó thì nó sẽ xuất hiện trong cái quá trình mà chúng ta theo những cái dòng kinh, thì cái u này nó ảnh hưởng do cái nội tiết. Như vậy thì nó sẽ xuất hiện u, nhưng mà thường cái kích thước là nó nhỏ, nó không có lớn. Những cái khối u này nó có thể tự biến mất sau một vài chu kỳ. Như vậy thì đối với một số chị em đó thì người ta có đi phát hiện những cái loại khối u, nhưng mà khả năng rất cao là người ta gặp những cái khối u này, và khi người ta dùng thuốc đó người ta sẽ nói là người ta sẽ hết. Tuy nhiên thì cái này nó tự hết chứ không phải là do dùng thuốc. Còn một cái loại khối u thứ hai là khối u về thực thể, thì đối với những cái khối u thực thể thì chúng ta khi sử dụng bất kỳ loại thuốc gì thì nó cũng không có gây giảm kích thước được. Thì những cái khối u này nó sẽ tồn tại và nó sẽ có thể là nó sẽ tăng kích thước lên theo thời gian. Như vậy thì khi mà chúng tồn tại và chúng theo vài tháng mà chúng ta theo dõi mà chúng vẫn không mất đi thì đây là u thực thể thực sự. Thì đối với những cái khối u này thì chúng ta cần phải xử lý để tránh đến dẫn đến những cái biến chứng khác. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn bác sĩ Vô rất là nhiều. Và đây cũng rất là trùng hợp là câu hỏi của Thùy cũng định đặt cho bác sĩ luôn. Tại vì thông thường thì các phụ nữ thường á, chúng ta sẽ nghĩ là mấy bệnh này thường gặp quá cho nên là chỉ cần uống thuốc nam mà nó hết thôi, không cần đến bác sĩ đâu. Thì thông qua câu trả lời của bác sĩ Vô thì thật sự là mình nên đến bác sĩ thăm khám. Dạ. Dạ, câu hỏi tiếp theo đến từ quý vị khán giả có tên là Ngọc Trân. Thùy chào bạn Ngọc Trân nha. Bạn có hỏi là bác sĩ cho em hỏi, u nan có sử dụng được các thực phẩm chức năng như là vitamin hay mầm đậu nành hay không? Dạ, với câu hỏi này chắc là Thùy mời bác sĩ Xuyên sẽ giải đáp nha. Chào bạn. Thì đối với vấn đề khi mà mình phát hiện bị u nan thì thực phẩm chức năng thực chất nó chỉ là hỗ trợ sức khỏe
Và việc mình sử dụng một số thực phẩm chức năng có chứa các loại vitamin hoặc mầm đậu nành thì vẫn sử dụng được. Tuy nhiên thì trước khi sử dụng bất kỳ một loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng nào thì chúng ta nên xác định rõ cái khối u của mình, nó là u lành hay u ác và nó là dạng u như thế nào, để bác sĩ có thể tư vấn cụ thể chi tiết cho mình cho việc sử dụng thuốc. Dạ, cảm ơn bác sĩ Xuyên. Thì thông thường khi mà mình thấy có những cái nhãn hàng họ quảng cáo về thực phẩm chức năng á, thì họ cũng có một cái dòng ở cuối quảng cáo nó rất là nhanh thôi, là thực phẩm này không có tác dụng mà điều trị bệnh, chỉ là hỗ trợ, tại vì do là thực phẩm chức năng. Cho nên giống như bác sĩ Xuyên nói thì đúng là nó cũng sẽ có những cái mặt tích cực, ưu điểm, tuy nhiên thì nó còn phải phù hợp với những cái cơ địa cũng như là trên những cái tình trạng bệnh lý. Nên là dù như thế nào chúng ta vẫn quay lại một cái điểm chính là mình nên gặp bác sĩ để mà mình có thể bác sĩ cho mình những cái lời khuyên phù hợp với tình trạng bệnh lý của mình nhất. Và tiếp theo là câu hỏi của chị Phương Thảo. Chị có hỏi như sau: bạn em bị u nang buồng trứng thì có cần tránh những loại rau hay đồ ăn thức uống gì để tránh cho cái việc khối u phát triển hay không? Cảm giác như quý vị quan tâm vấn đề về dinh dưỡng mình nhiều hơn luôn ạ. Dạ, ở câu hỏi này xin mời bác sĩ Vô sẽ có những cái chia sẻ thêm. Xin chào bạn. Thì đối với cái việc mà mình bổ sung thức ăn hàng ngày đó, thì nó thực ra thì theo những cái nghiên cứu thì nó sẽ không có liên quan đến chuyện là khối u nó sẽ tăng lên hay là khối u nó sẽ giảm xuống. Vì cái cơ chế của cái hình thành khối u là do là cái nếu mà do những cái khối u cơ năng đó, thì nó do cái lượng nội tiết trong cái cơ thể mình. Còn cái những khối u thực thể thì nó sẽ mọc từ cái biểu mô của buồng trứng hoặc là những cái tế bào của buồng trứng. Như vậy thì khi mà bạn sử dụng những cái rau củ quả hay là những cái đại loại là thực phẩm chức năng giống như là cái câu hỏi trước vừa mới hỏi, thì nó sẽ không có ảnh hưởng và nó sẽ không có liên quan đến chuyện tăng kích thước hoặc là giảm kích thước của khối u. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Hiện tại thì có một quý vị khán giả comment là bác sĩ Vô mới phẫu thuật u nang cho em ngày 2 tháng 10. Chị này tên là Lê Thị Mỹ Xuyên nè, không biết là bác sĩ Vô có còn nhớ chị hay không. Một cái note rất là dễ thương trên livestream thôi. Tiếp theo là câu hỏi của chị Thảo Ngân. Chị có hỏi là mẹ em bị u nang buồng trứng, cứ đến tháng là đau phải nhập viện luôn, thì bác sĩ cho em hỏi là nếu đi phẫu thuật loại bỏ thì có hết đau không ạ? Dạ, câu hỏi này thì xin mời bác sĩ Vô. Dạ. Dựa vào cái câu hỏi của em đó thì theo anh thấy thì nếu như mẹ đã bị có u nang nhưng mà mỗi lần mà hành kinh thì luôn luôn là bị đau và phải nhập viện, thì chúng ta phải xem thử cái đau bụng này có phải là do u nang nó xoắn hay là không. Nếu như u nang này nó xoắn thật sự hoặc là nó có vấn đề về của cái vấn đề u nang này nó gây nên đau bụng, thì chúng ta nên xử lý cái khối u này để nhằm tránh cái sự tái phát về sau. Còn nếu như mà cái việc đau bụng này nó liên quan đến những cái vấn đề khác, ví dụ như là đau bụng do những cái tạng khác trong vùng chậu hoặc là những cái sự chèn ép của các cái cơ quan khác, thì sẽ có những cái phương pháp để xử lý. Tuy nhiên thì cái đau bụng của mẹ em nó sẽ liên quan tới chu kỳ kinh. Như vậy thì khả năng rất cao là cái khối u này là cái khối u về lạc động mạc tử cung. Cái đặc biệt của cái khối u này á, thì nó liên quan đến cái nội tiết tố rất là nhiều. Như vậy thì để phẫu thuật mà điều trị hết cái tình trạng u lạc động mạc và không có còn đau bụng nữa đó, thì ở thế giới đó, trên thế giới người ta nghiên cứu rất là nhiều về cái vấn đề phẫu thuật u nang lạc động mạc. Thì người ta sẽ rất là cân nhắc đối với chuyện phẫu thuật, tại vì khi mà phẫu thuật xong á thì nó có nguy cơ là nó sẽ tái phát trở lại, và cái tỷ lệ tái phát nang lạc động mạc trở lại nó rất là cao, nó khoảng chiếm đến nhiều khi đến khoảng có 50% sau vài năm. Như vậy thì đối với tình huống của mẹ đó, thì nếu như chúng ta kiểm tra kỹ để xem thử cái khối u này nó có chính xác là u lạc động mạc hay không, thì chúng ta sẽ lên cái kế hoạch để điều trị. Nếu như có phẫu thuật thì chúng ta sẽ bóc u và chúng ta sẽ làm sạch hoàn toàn cái mô của cái lạc động mạc trong cái vùng chậu đó. Thì tuy nhiên thì chúng ta chỉ làm sạch bằng cái tức là về cái kỹ thuật của mình và cả những cái mình nhìn thấy thôi, chứ thực tế ra đó thì những cái lạc động mạc đó nó còn len lỏi trên những cái chỗ khác của cái cơ quan vùng chậu, và chúng có thể là chúng sẽ
vẫn còn gây nên cái chuyện đau bụng khi hành kinh. Như vậy thì nếu mà mẹ không có tức là không có muốn để bầu nữa, thì sau đó người ta thường á, sau phẫu thuật thì mình sẽ sử dụng cái nội tiết đập, thì cái người ta thường thấy đó là cái gurget á, gurget tuyon, thì sử dụng cái đó lâu dài để cho kiểm soát được những cái tế bào, cái nội mạc bên trong, để ngăn ngừa nó phát triển hơn và ngăn ngừa cái tái phát trở lại. Tuy nhiên thì cái hiệu quả sử dụng cái gọi testosterone trên những cái trường hợp mà lạc động mạc tử cung á, thì nó không phải là nó hiệu quả lắm đâu. Cho nên là rất là cân nhắc đối với trường hợp của mẹ của em. Dạ, xin cảm ơn. Dạ. Tại vì thường đau bụng kinh thì tức là một cái gọi là cái gì đó rất là bình thường của người phụ nữ rồi. Tính tháng thì đa phần ai cũng sẽ đau bụng kinh, nhưng mà tùy vào cơn đau cũng như là tùy vào cơ địa, đúng không bác Quân? Thì đối với trường hợp mà mình đau đó mà mình phải nhập viện luôn, thì đây là một cái báo động về sức khỏe của mình rồi. Thì chắc chắn là đây cũng như là một cái kênh để mà bác sĩ tư vấn dựa trên những cái comment của quý vị khán giả thôi. Nhưng mà trong trường hợp sức khỏe của mình thì Thùy cũng như là bác sĩ Vương, bác sĩ Xuyên cũng khuyến khích mình nên tái khám cũng như là mình đến bệnh viện để mình kiểm tra xem như thế nào, để một phần là mình cũng nếu trường hợp mình có điều trị được thì cũng giảm cái cơn đau của mình sau mỗi tháng. Tại vì riêng bản thân thì là phụ nữ cũng biết là cơn đau nó rất là dữ dội, cho nên là mình cũng nên đi tái khám để mà biết về tình trạng hiện tại của mình như thế nào nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Dạ, câu hỏi tiếp theo có nick là Châu Nguyễn, và em chào chị. Chị có câu hỏi là mình bị u xơ dưới niêm mạc tử cung to khoảng 210mm nhân 216mm. Đi khám 3 tháng trước, bác sĩ nó to quá không mổ được, kê cho mình thuốc tiêm để teo bớt cho dễ, mình tiêm được 3m thì không biết là chứ 3 tháng, đúng 3 tháng. Ngày 8 tháng 9 là đúng lịch hẹn mình đi khám lại, bác sĩ khám và siêu âm và bảo u xơ của tôi không mổ được, thì có phải u xơ của tôi chuyển sang ác tính rồi không bác sĩ? Dạ, chắc là Thùy sẽ để bác sĩ Xuyên review lại câu hỏi một lần nữa để mà có thể giải đáp đến quý vị khán giả nhé. Chào bạn. Đối với câu hỏi của bạn thì tình trạng nhân xơ của bạn là khá là to, rất là to. Thì trước tiên phần khám, nếu mà bạn đến bệnh viện Phương Châu thăm khám, thì trước tiên các bác sĩ sẽ thăm khám và phải biết rõ là thứ nhất là bạn trong độ tuổi bao nhiêu tuổi, tình trạng về cái khối u khá to như vậy thì phải loại trừ trước những cái nguyên nhân ác tính đối với cái khối u ở cái vùng nhân xơ của bạn, là có phải thật sự là nhân xơ tử cung dưới niêm hay không. Nếu nhân xơ thì nó là lành tính rồi, nhưng mà phải loại trừ hết những cái bệnh lý ác tính rồi. Phải có thể trường hợp của bạn là có thể phải làm thêm một số cái cận lâm sàng chuyên sâu để xác định trước khi mổ. Và đối với u to như thế này thì chắc chắn là có chỉ định là phải phẫu thuật. Thì trước đó bạn có được tiêm thuốc thì đa phần nếu mà nhân xơ mình đã được tiêm thuốc trước đó là để hạn chế cái tình trạng chảy máu, cũng như là để cho cái khối nhân xơ, cái kích thước nó thu nhỏ để giúp cho cái vấn đề phẫu thuật nó được thuận lợi hơn. Thì đối với tình trạng của bạn thì chắc là bác sĩ phải mời bạn quay trở lại bệnh viện để các bác sĩ thăm khám, hội chẩn và làm những cái cận lâm sàng chuyên sâu để có thể là tư vấn cái hướng phẫu thuật phù hợp nhất đối với bạn. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ, cảm ơn bác sĩ Xuyên rất là nhiều. Và hiện tại thì trong câu hỏi của bạn thì cảm giác bạn cũng khá là lo lắng vì nó có nhiều cái thông số trong đây, thì Thùy nghĩ là cái chữ viết tắt chắc là mình tiêm được 3 mũi, không biết là có đúng hay không. Nhưng mà hiện được thì trong trường hợp bạn không biết là bạn có khám ở Phương Châu hay không nữa, nhưng mà nếu trường hợp bạn khám ở các vùng khác, vùng lân cận, thì bạn có thể chụp hình những cái kết quả đã thăm khám rồi và cũng đăng ký vào cái chương trình cuộc gọi buổi chiều để bác sĩ có thể là căn cứ cho những cái kết quả thăm khám, thì cái phần tư vấn cho bạn nó sẽ sát với thực tế hơn. Dạ, xin cảm ơn bạn rất là nhiều, và cái phần thông tin nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Xin cảm ơn bạn. Dạ. Dạ rồi. Tiếp theo câu hỏi của bạn Phát Tài.
này, bạn khá là quan tâm đến sức khỏe của vợ mình. Bạn có đặt câu hỏi như sau: vợ em vừa mới sinh được hơn 1 tháng, bác sĩ cho em hỏi khi nào mình mới mổ u xơ được ạ? Vì vợ em hiện có kích thước u là 60 x 70 mm. Dạ, xin mời bác sĩ Du. Xin chào bạn, thì cảm ơn bạn đã quan tâm đến sức khỏe của vợ. Như vậy thì đối với một cái người mà sau sanh á, thì cái kích thước của cái khối u xơ thường là nó vẫn còn hơi to, đặc biệt là sau 1 tháng thì cái tử cung của chị em phụ nữ sau khi sanh á, thì nó vẫn còn trong một cái mức độ to nhất định. Như vậy thì cái khối u nó vẫn chưa có trở về một cái kích thước xác định. Cho nên là thông thường á, thì nếu như cái khối u này hiện tại nó làm cho cái tình trạng bụng của vợ bạn nó có vấn đề, ví dụ như là đau bụng hoặc là nó gây nên cái chuyện ga huyết sau hậu sản, tức là nó vẫn còn ga kéo dài, hoặc là cái nhân xơ này nó có thể nó nằm ở một cái vị trí đặc biệt nào khác, nó gây nên những cái tình trạng khác, thì người ta mới có thể người ta phẫu thuật hoặc là người ta xử lý cái khối nhân xơ này. Tuy nhiên thì nếu như nó không gây nên tình huống gì cả thì có thể mình sẽ chỉ theo dõi thêm và mình sẽ đánh giá lại sau 6 tháng. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Dương. Và cũng xin cảm ơn câu hỏi của bạn Tài. Dạ, tiếp theo câu hỏi của bạn Trúc Thảo, bạn có hỏi như sau: sau khi mổ u nang xong, cứ đến kỳ kinh là đau bụng rất dữ dội, đặc biệt là bên mổ, thì có sao không ạ? Tức là bạn mổ u nang xong thì không biết là bạn mổ cách đây lâu hay chưa, và hiện cái việc mà đến kỳ kinh đau bụng dữ dội thì không biết là từ trước đến giờ bị đau như vậy hay là sau khi mổ mới đau, và thêm một cái nữa là đặc biệt bên đau ngay bếp mổ thì không biết là có vấn đề gì hay không. Nếu như bạn có chia sẻ thêm cái phương pháp phẫu thuật dành cho bạn là mổ nội soi hay là mổ hở thì chúng tôi sẽ có nhiều thông tin để đưa cho bạn, và cái khoảng thời gian mà bạn đã phẫu thuật như thế nào, nó đã kéo dài bao lâu rồi. Thì nếu như theo cái bác sĩ thấy đó, thì dựa vào cái câu hỏi của bạn đó, thì có thể là bạn đang mắc một cái bệnh lý giống như là bệnh lý lạc động mạc tử cung, thì khả năng là bạn có thể là bạn vừa mới phẫu thuật cái bệnh lý này xong. Như vậy thì đối với cái tình huống của bạn thì cần phải đánh giá xa hơn nữa để xem thử là mình có cần xem đúng chính xác nó có phải là cái bệnh lý đó hay không, thì mình mới có thể có cái hướng để cho bạn một cái câu trả lời nó chính xác, xác đáng hơn. Thì thực ra đó là cái thống kinh đó, đau bụng kinh, tức là đau bụng rất là nhiều khi hành kinh. Có những người ta đau trước khi hành kinh, hoặc là đau trong khi hành kinh và sau khi hành kinh luôn, mà nó kéo dài đó, thì những cái đối tượng này thì rất là những cái về cái tình trạng mà lạc động mạc nó thường nó rộng và sâu. Thì đối với những cái tình trạng lạc động mạc mà sâu á, thì nó sẽ có ảnh hưởng đến cái chuyện đi vệ sinh, tức là làm cho người ta táo bón, hoặc là có thể là đi tiểu, thì nhiều khi có thể cái cảm giác nó sẽ bị giống như nó bị gắt và đau cái đường tiểu. Như vậy thì đối với những cái tình huống như thế thì chúng ta nên cần phải có một cái hướng để điều trị, để theo dõi cho nó sát sao hơn, và để tránh giống như là để cho một mà cho bạn được một cái giống như là một cái cảm giác tốt hơn trong cái cuộc sống, tức là trong những cái lần hành kinh tiếp theo, làm cho bạn bớt bớt đau hơn, hoặc là có thể là xử lý cho nó triệt để. Dạ, xin cảm ơn. Nó cũng sẽ nâng cái phần chất lượng cuộc sống của mình nhiều hơn, và đôi khi thì cái việc mà đau bụng hành kinh nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình đó bác Vô. Tại vì đôi khi mà đến mà đau quá thì khi mà gần đến hành kinh là stress quá, ôi gần tới là mình phải chịu những cái cơn đau đó, là khoảng là trước 5-6 ngày là mình đã bị stress về vấn đề đó rồi. Thì riêng vấn đề này thì cũng cảm ơn bác sĩ Vô đã chia sẻ rất là nhiều. Dạ, đến với câu hỏi của bạn Thanh Liêm thì cũng khá là trùng khớp với câu hỏi của Thùy lúc đầu, cũng có hỏi bác sĩ Xuyên. Đó chính là em nghe nói việc sinh con độ tuổi hơn 35 tuổi sẽ dễ mắc phải u xơ tử cung, thì bác sĩ cho em hỏi thông tin này có đúng với thực tế hay không? Dạ, xin mời bác sĩ Xuyên. Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn. Cái câu hỏi này thì nó cũng khá phổ biến, do hiện tại thì cái độ tuổi sinh đẻ của phụ nữ Việt Nam do cái vấn đề công việc thì thường là nhiều bạn thường sinh muộn, sinh sau 35 tuổi. Thì như đã trình bày trước đó thì tuổi tác nó chỉ là một trong những yếu tố nguy cơ để tăng cái tần suất mắc u xơ tử cung.
chứ nó không phải là cái yếu tố quyết định. Và u xơ tử cung thì nó có liên quan đến, hiện tại thì cái nguyên nhân của nó chưa có rõ ràng, thì cái yếu tố nguy cơ nó chỉ là có nhiều yếu tố nguy cơ thôi. Ví dụ như là vấn đề tuổi càng cao thì mình sẽ càng dễ mắc, và đa số thường là sẽ mắc nhiều ở cái giai đoạn tuổi tiền mãn kinh, chứ không phải là nhất thiết là mình trên 35 tuổi thì sẽ phải mắc u xơ tử cung. Và nó cũng có nhiều yếu tố kèm theo, ví dụ như là gia đình, hoặc là cái về vấn đề sức khỏe nội khoa, những cái bệnh lý kèm theo của bà xã bạn, thì đó chỉ là một trong những yếu tố nguy cơ thôi. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ, nói về độ tuổi thì chỉ là một trong những cái yếu tố chiếm trong đó thôi. Còn đa phần là cũng tùy vào cái chế độ sinh hoạt của mình như thế nào, chế độ dinh dưỡng cũng như là cái đời sống lành mạnh của mình như thế nào, mà nó cũng ảnh hưởng đến tử cung của người phụ nữ. Chứ cũng không riêng về yếu tố 35, 35 chỉ là một trong những yếu tố nhỏ trong đó. Chà, giống như bác Xuyên nói là hiện về vấn đề mà sức khỏe của người phụ nữ thì càng ngày thì thấy nó trở nên phổ biến nhiều hơn. Và nhưng mà do công việc quá bận rộn thì nó trở nên phổ biến, nhưng mà cái việc thăm khám định kỳ cũng như là theo dõi sức khỏe của mình thì thông qua chương trình thì cũng khuyến khích các chị mình sẽ có một cái đặt một cái lịch cá nhân trong việc mà theo dõi sức khỏe định kỳ, dành một cái thời gian để mình thăm khám, để mình lắng nghe sức khỏe của mình. Tại vì hầu hết những vấn đề u nang hay u xơ thì mình sẽ phát hiện được khi mà mình thăm khám định kỳ, và mình cũng sẽ quản lý và ngăn chặn nó được khi mà mình phát hiện sớm và điều trị, đúng không ạ? Dạ, tiếp theo câu hỏi của quý vị khán giả có tên là Hồng Ngọc. Thì chị có hỏi là bạn em bị u nang và bác sĩ chỉ định mổ, em rất là lo lắng. Các bác có thể tư vấn cho em mổ dịch vụ và mổ thường khác nhau nhiều không ạ? Có phải máy móc và mức độ hồi phục sau mổ sẽ khác nhau không ạ? Chắc là thì nghĩ là bạn đang quan tâm trực tiếp đến dịch vụ thực hiện tại Phương Châu, thì chắc là nhờ bác sĩ Ngô sẽ có một số cái chia sẻ để bạn có thể yên tâm hơn để đến Phương Châu thăm khám và điều trị cho bạn của mình. Dạ. Xin chào bạn, câu hỏi của bạn thì mình cũng gặp rất là nhiều rồi. Thì đối với bạn hỏi là mổ dịch vụ với lại mổ không dịch vụ thì nó có khác nhau không? Thì đối với bệnh viện Phương Châu hiện tại thì chúng tôi chỉ có một loại mổ duy nhất, là tức là khi mà bạn vào thì bạn chỉ giống như là một cái người chúng tôi cần phải chăm sóc, và chăm sóc giống như nhau tất cả từ đầu cho đến cuối. Còn đối với cái việc mà cái hướng mổ u nang thì người ta sẽ có hai hướng mổ, thứ nhất là mổ nội soi hay là mổ hở. Đại đa số các trường hợp bệnh lý u nang buồng trứng thì hiện tại chúng tôi đều mổ nội soi hết, hầu như tất cả mọi trường hợp. Thì có những trường hợp cái khối u nó quá khó, hoặc là nó có nguy cơ là nó tổn thương, hoặc là nó có những cái vấn đề khác thì chúng tôi mới cân nhắc là mổ hở mà thôi, hoặc là khi mổ nội soi thất bại thì mới chuyển sang mổ hở. Tuy nhiên thì hầu như là xác định ngay từ đầu là mổ nội soi thì chúng tôi cũng đã rất cố gắng để mổ cho nó thật tốt, để nhằm hạn chế những cái tai biến và những hạn chế những cái biến chứng sau mổ, nhằm để cho cái sự phục hồi của bạn nó tốt hơn. Đối với mổ nội soi thì dĩ nhiên là cái sức phục hồi nó sẽ tốt hơn so với mổ hở rất là nhiều. Thì với lại là hiện tại thì cái bệnh viện của chúng tôi đang chạy cái chương trình là cái gói mổ phụ khoa. Thì đối với cái gói mổ này thì chúng tôi đã thiết lập tất cả những cái giá trên cái gói nó có sẵn, thì bạn có thể tham khảo thông qua cái thông qua kênh của bệnh viện thì bạn có thể thấy được cái gói này. Như vậy thì đối với cái tình huống mà chúng ta có nằm viện lâu hay không, đối với những cái tình huống mà mổ u nang đó, thì nếu như mà phẫu thuật nội soi thì chúng ta sẽ nằm tầm khoảng cỡ 3 đến 4 ngày là tối đa. Còn đối với mổ hở thì có thể là chúng ta sẽ nằm nó hơi lâu hơn tí xíu. Chắc là những cái thông tin này là chắc cũng đã đủ để dành cho bạn. Còn nếu như bạn cần muốn biết gì thêm nữa thì bạn nên gọi vào tổng đài của bệnh viện để chúng ta sẽ tương tác nó sẽ tốt hơn. Dạ đúng rồi, cảm ơn bác sĩ Ngô và cũng cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ của Phương Châu. Và hiện thì do thời lượng chương trình có giới hạn thôi, bác sĩ Ngô không có chia sẻ thêm nhiều hơn được. Tại vì cũng như bác sĩ Ngô có thông tin với bạn một cái nội dung rất là quan trọng là Phương Châu có những cái gói mổ nội soi và
nó cũng khá là tân tiến à, do là máy móc cũng như là dịch vụ chăm sóc tại Phương Châu. Và hiện thì Phương Châu cũng đạt chuẩn JCI, cho nên là các công tác về an toàn thì được đặt lên hàng đầu. Còn về các thông tin mà chi tiết hơn về gói khám, về mổ, phụ khoa thì bạn vui lòng có thể là mình để lại số điện thoại ở chương trình livestream ngày hôm nay, thì phía ban tổ chức sẽ gửi về các anh chị tư vấn chăm sóc khách hàng của bệnh viện sẽ kết nối lại bạn để mà tư vấn, để mình có thể tìm hiểu cũng như là yên tâm hơn khi mà áp dụng dịch vụ tại Phương Châu nha. Dạ, xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Dạ, câu hỏi tiếp theo, bạn Kim Trang có hỏi là em đang có thai 6 tuần nhưng đi khám thì chưa có phôi và tim thai, thì nhưng lại phát hiện bên cạnh có nang buồng trứng kích thước là 24x26mm, thì phải làm sao ạ? Bạn cũng khá là băn khoăn và lo lắng, thì cái này chắc là xin mời bác sĩ Xuyên sẽ giải đáp. Dạ. Chào bạn, thì tình trạng của bạn á, thì bác sĩ sẽ cần phải hỏi thêm một số câu hỏi là u nang kèm chung với thai khoảng 6 tuần, thì trước hết là bạn có triệu chứng của đau bụng hoặc là có triệu chứng gì bất thường hay không. Thứ hai là u nang đó thì nhờ bạn xem lại kỹ trên phần siêu âm của mình là có để là nang hoàng thể hay là một cái nang thực thể ở tại buồng trứng. Ví dụ như trường hợp u nang của bạn á, là để là nang hoàng thể thì mình cũng không cần quá lo lắng, tại vì nang hoàng thể là một cái nang thường gặp trong thai kỳ và sau một thời gian thì nó có thể tự biến mất, và cái chức năng của cái nang này là để hỗ trợ cho việc phát triển của cái phôi thai. Còn nếu mà trường hợp của bạn là một cái nang thực thể ở tại buồng trứng và trong thai kỳ với cái kích thước của cái nang ở hiện tại mình không có triệu chứng gì khác kèm theo, thì bạn sẽ được bác sĩ tư vấn khuyên là khám thai định kỳ và theo dõi song song chung với cái sự phát triển của thai kỳ, và ở giai đoạn này không có cái sự can thiệp gì lên cái u nang. Và bạn, đối với trường hợp của bạn thì chắc là bác sĩ sẽ hẹn lịch hẹn khám thai định kỳ để kiểm tra về sự phát triển của phôi thai cũng như tim thai. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ, cảm ơn câu hỏi của bạn rất là nhiều. Theo thì hiểu ý của bác Xuyên là trong trường hợp mà bạn có vấn đề về u nang thì cái việc mà quản lý thai kỳ của mình nó cũng phải siết chặt hơn nữa và quản lý thường xuyên hơn nữa để mà mình có thể theo dõi song song. Dạ, nhưng mà bác sĩ vẫn sẽ có cái hướng để mà mình có thể là phát triển của thai nhi nhưng mà mình vẫn có thể là duy trì được cái phần u nang. Dạ, không có tiến triển về cái phần u nang. Dạ, câu hỏi tiếp theo có nick của quý khán giả có tên là Trần Xuân Sắc, thì có hỏi là u xơ tử cung có ảnh hưởng đến khả năng mang thai và sanh con không bác sĩ? Dạ, xin mời bác sĩ vô sẽ giải đáp ở phần câu hỏi này. Xin chào bạn, thì câu hỏi của bạn là câu hỏi là khá lớn đó, chứ không phải là nhỏ đâu. Đối với cái nhân sơ tử cung đó thì tùy theo cái vị trí và cái kích thước của nhân sơ thì nó sẽ quyết định đến tình trạng là bạn có thể là mang thai bình thường hay là bạn đến cái lúc mà khi mà ví dụ như bạn đã mang thai rồi thì bạn có thể sanh được hay không, sinh thường được hay không, hoặc là hay là bạn phải mổ. Như vậy thì đối với những người mà người ta muốn đẻ bầu đó thì người ta sẽ đi kiểm tra xem cái tử cung mình nó có nhân sơ hay không, đặc biệt là những cái nhân sơ mà nó dạng dưới niêm á thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần kinh nguyệt của bạn rất là nhiều. Và những cái nhân sơ này thường thì khi mà nó nằm ở cái vị trí lòng tử cung như vậy thì nó sẽ không thể nào nó sẽ cho bạn một cái, tức là một cái cơ hội mang thai được, tức là nó sẽ rất là khó để mang thai. Như vậy thì khi mà giả sử như bạn có mang thai nhưng mà đối với những cái nhân sơ dưới niêm luôn thì bạn có nguy cơ là dễ bị sảy thai sớm hơn đối với những cái người người ta có cái tử cung nó bình thường. Còn khi mà cái kích thước của cái nhân sơ đó nó to, đến ví dụ như bạn đang mang thai, thai đại của bạn đang tiến triển rất là tốt mà cái kích thước nhân sơ nó to và nó nằm ngay cái vị trí cái đường ra của thai thì giống như là một cái khối u ở phía ngoài, nó chèn ở phía ngoài thì bạn khó có thể bạn sanh được. Thì những cái trường hợp này thì thường người ta phải chỉ định mổ lấy thai để cho an toàn. Còn đối với những cái nhân sơ mà nó nằm ở vùng đáy, vùng thân và đặc biệt là những cái nhân sơ dưới thanh mạc, thường thì những cái nhân sơ đó nó sẽ ít có gây ảnh hưởng lên cái chất lượng của cái lòng tử cung, và khi mà mang thai thì nó cũng ít gây nên cái chuyện
biến chứng trong thai kỳ hơn là những cái loại kia. Dạ vâng. Dạ, xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Tài Vu. Dạ, do thời lượng chương trình có giới hạn cho nên là tuy là thầy cũng muốn đọc thêm nhiều câu hỏi nữa nhưng mà chỉ còn một câu hỏi nữa thôi thì chắc là mình sẽ kết thúc chương trình. Thì câu hỏi tiếp theo có vị khán giả có tên là Thùy Dương có hỏi là bác sĩ cho em hỏi có phải u xơ sẽ hết khi phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh không ạ? Dạ, xin mời bác sĩ Xuyên. Chào bạn. Thì khi mà phụ nữ mình mắc u xơ tử cung mà khi vào giai đoạn mãn kinh á thì thường sẽ được bác sĩ tư vấn là ví dụ như u xơ đó không có biến chứng hay là chưa có triệu chứng gì hết thì thường chỉ theo dõi thăm khám định kỳ. Và hầu như là vào giai đoạn mãn kinh thì đa số u xơ nó sẽ không phát triển nữa. Chỉ là không phát triển chứ không phải là biến mất. Nó vẫn sẽ còn tồn tại ở đó. Và cho nên là khi vào giai đoạn mãn kinh thì tùy theo cái vị trí của cái u xơ cũng như là kích thước của u xơ mà bác sĩ sẽ khuyên bạn là sẽ đi khám phụ khoa định kỳ để theo dõi cái u xơ của mình định kỳ mỗi 3 tháng hoặc 6 tháng tùy theo cái kích thước cũng như là tùy theo cái triệu chứng mà mình có hay không để quản lý theo dõi cái nhân xơ đó. Chứ khi vào mãn kinh thì nhân xơ nó sẽ không tự hết đi. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi, câu trả lời của bác sĩ Xuyên rất là nhiều. Và hiện tại có một cái câu hỏi liên quan về việc mà sanh trọn gói, sanh trọn gói tại Phương Châu là chi phí như thế nào. Thì hiện tại do thời lượng chương trình cũng có giới hạn quý anh chị nên là rất là tiếc là Thùy không có chia sẻ cái gói sanh ở đây được. Nhưng mà hiện tại thì rất là mong quý vị khán giả mình sẽ để lại số điện thoại để mà phía ban tổ chức sẽ gửi về tư vấn viên của bệnh viện sẽ kết nối cũng như là hỗ trợ về cái gói sanh đến quý anh chị trong thời gian sớm nhất. Dạ. Dạ rồi, hiện tại thì mình cũng đã đi qua rất là nhiều câu hỏi từ quý vị khán giả rồi. Thì nhìn chung là chúng ta quan tâm về việc u nang và u xơ sẽ ảnh hưởng đến khả năng mang thai và sinh con. Dạ, thì đây là cái vấn đề khá là lớn cho nên là mình quan tâm về vấn đề này. Tuy nhiên thì ngoài cái việc mà khả năng sinh con nữa thì cái việc mà u nang u xơ nó cũng ảnh hưởng đến đời sống, chất lượng đời sống của mình khá là nhiều nữa. Và nếu trường hợp mình không phát hiện và điều trị kịp thời thì nó sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người phụ nữ của mình. Dạ, thì cũng cảm ơn bác sĩ Xuyên và bác sĩ Tài Vô đã có những cái phần review cũng như là tương tác với quý vị khán giả rất là nhiều. Và ngay sau đây thì như lúc đầu thì có hứa là thì sẽ công bố danh sách quý vị khán giả đã có câu trả lời mini game đúng nhất và chính xác nhất và nhanh nhất. Thì xin được công bố quý khán giả có câu trả lời đúng ở game đầu tiên. Các anh chị mình có nick là Nam Trang, Ánh Ngọc, Hồng Ngọc. Quý vị khán giả có câu trả lời đúng là cuộc gọi buổi chiều. Ở mini game thứ hai là quý khán giả có nick là Ngân Trương, Nguyệt Hồng, Lê Thị Mỹ Xuyên. Dạ, và xin chúc mừng quý vị khán giả, ban tổ chức chương trình sẽ chủ động kết nối để gửi các phần quà này ạ. Dạ, hiện tại thì trước khi mà kết thúc chương trình thì không biết là bác sĩ Xuyên, bác sĩ Tài Vô mình có những cái đôi lời nhắn nhủ đến quý vị khán giả cho chuyên đề ngày hôm nay được không ạ? Chuyên đề khá là thú vị cũng như là rất là thực tế đối với phụ nữ. Thực ra đó thì bác sĩ Vô cũng rất là trăn trở khi mà nhận được cái chủ đề này từ chương trình của bệnh viện gửi tới. Thì mình cũng cố gắng là mang hết những cái kiến thức cần thiết, căn bản nhất để cho tất cả quý vị, quý chị em để mình nắm được những cái triệu chứng, những cái căn bản nhất để có thể là mình tự phát hiện ra mình có những cái gì nó bất thường thì mình sẽ đi kiểm tra sớm. Như vậy thì khi mà chúng ta biết chủ động chăm sóc sức khỏe thì dĩ nhiên là sức khỏe của chúng ta sẽ tốt hơn và cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn nữa. Bác sĩ Vô cũng mong rằng là quý vị nên hiểu đúng và đủ về cái u nang buồng trứng và u xơ tử cung để cho chúng ta có những cái, tức là khi mà chúng ta tiếp thu từ những cái lời khuyên của những người xung quanh thì chúng ta cũng nên biết là những cái gì nó đúng, còn cái gì nó chưa đúng. Rồi cái nữa là chúng ta cũng cần phải xác nhận lại qua bác sĩ thì nó sẽ là những cái thông tin nó xác đáng nhất. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn bác sĩ Vô. Bác sĩ Xuyên thì sao ạ? Tiếp lời của bác sĩ Vô thì ở cương vị cũng là một cái người phụ nữ thì bác
sĩ cũng xin chia sẻ đến các bạn, quý chị em đó là chúng ta thì nên, đối với những vấn đề bệnh lý phụ khoa hiện tại thì nó rất là phổ biến và nó rất chiếm tỷ lệ rất là cao trong dân số. Và trước hết, trước khi đừng có để chúng ta nên khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh lý phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm bệnh. Tại vì có rất là nhiều bệnh phụ khoa, ví dụ như u nang, u xơ ở giai đoạn sớm chúng ta hầu như là không có triệu chứng. Thì nếu mà mình phát hiện sớm bệnh, mình có một cái kế hoạch theo dõi, quản lý thường xuyên hơn thì nó sẽ tránh gây ra những cái biến chứng nặng nề. Mình điều trị sớm thì nó sẽ mang lại nhiều cái hiệu quả hơn và nó đem lại một cái chất lượng cuộc sống cho quý chị em, một cái cuộc sống ảnh hưởng tới những cái sức khỏe, mang lại một cái sức khỏe tốt hơn. Thì đó là một cái lời khuyên là chúng ta nên đi khám sức khỏe định kỳ. Đừng để đợi đến khi mà có rất là nhiều những cái triệu chứng rồi thì chúng ta đi khám, đôi lúc nó cũng hơi trễ. Thì đó là lời khuyên của bác sĩ dành cho quý chị em. Dạ, cảm ơn bác sĩ Dương, bác sĩ Si rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đối với mình là phụ nữ, đôi khi các quý vị mình thường là mình sẽ bộn bề trong công việc, nhưng mà đôi khi mình sống chậm lại, công việc của mình chậm lại, mình lắng nghe sức khỏe của mình đầu tư cho bản thân của mình hơn, mình quan tâm sức khỏe của mình hơn thì mình cũng sẽ tự cảm thấy hạnh phúc, tự cảm thấy là mình cũng vui vẻ với cuộc sống này hơn. Cho nên là thông qua chương trình thì ban tổ chức cũng như là phía bệnh viện cũng mong muốn truyền thông đến tất cả các quý anh chị, mình nên lắng nghe và quan tâm đến những cái vấn đề phát sinh trong chính bản thân của mình, để có một cái cuộc sống tốt hơn, không chỉ cho bản thân mà mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh nữa. Và một lần nữa thì Thùy cũng xin cảm ơn bác sĩ Dô, bác sĩ Xuyên rất là nhiều đã dành thời gian tham gia chương trình, và cũng xin cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã có phần tương tác cũng như là quý vị đang xem chương trình. Và xin chúc tất cả các chị em hôm nay chúc cũng chưa trễ đâu ha, một dịp 20 tháng 10 phụ nữ Việt Nam luôn hạnh phúc và ấm áp bên gia đình của mình. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại ở các số livestream tiếp theo của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Xin chân thành cảm ơn ạ.